Một ngày em nói với tôi điều ước muốn xa xôi, nay em ấm em rồi. Khu Hy Vũ xin chào tất cả vị. Thưa vị, là hôm nay Khu Hy Vũ có mặt ở studio phòng thu Nhật Dạ để thực hiện tiếp những sản phẩm Sến Nhảy và Sến Không Nhảy của Khu Hy Vũ. Thưa quý vị, là quý vị biết là những sản phẩm Sến Nhảy rồi mic của Vũ đang được rất là nhiều sự yêu thương và đón nhận của vị, đúng không ạ? Thì đó là cái mục đích là Vũ nói ngày hôm nay những sản phẩm Sến Nhảy được Nhật Dạ tâm huyết cho Vũ rất là nhiều, cho nên được lòng quý vị yêu thương. Cũng như là cái sản phẩm đang rất là hit, đó là Sến Nhảy Song Ca Remix của Khu Hy Vũ và Saka Trương Tuyền, đang được view, được nghe, được xem rất là đỉnh trên cộng đồng mạng YouTube. Khi không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết là vì ai có niềm đam mê âm nhạc cũng như là sở thích được chứng tỏ mình với niềm ca hát nè, vũ đạo nè, thì Nhật Dạ có mở trung tâm đào tạo cũng như là huấn luyện ca sĩ nè, cũng như là kỹ thuật viên phòng thu. Tóm gọn nữa thì ai có những muốn có những sản phẩm âm nhạc thiệt hay, thiệt tốt, thiệt nhiều tâm huyết, nhiều tâm tư thì đến với Nhật Dạ nha, vì Nhật Dạ rất là có cái tâm với nghề. Vũ là một người cũng rất là có tâm với nghề, cho nên là rất là đồng cảm và thích những ai mà có tâm với công việc nghệ thuật, đam mê lắm. Cho nên là không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết là ở vị ai muốn có những sản phẩm âm nhạc thiệt hay, thiệt tốt, thiệt nhiều tâm tư, tâm huyết thì đến với phòng thu Nhật Dạ, Nhật Dạ và Nhật Dạ. Xin chào.